Chào các bạn, mình là Sơn. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải một cái đề thi học sinh giỏi môn tin của cấp tỉnh ở năm 2009. Ở đây thì mình sẽ đi làm bài 1 trước. Cái bài 1 này các bạn có thể đọc đề bài này, nhưng mà mình sẽ tóm tắt nó lại cho các bạn như sau. Thứ nhất, đề bài cho chúng ta một dãy số n con số. N con số ở đây chính là cái 20 số này. Đó. Cái đống này không đủ 20 số đâu, nhưng mà các bạn có thể xem ở cái file phần sau này. Đây nhá, đề này, đến đây nhá. Sang đây này, số tiếp bên trên này. Đó, bên trên này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ làm cái gì? Cái đề bài là nó yêu cầu các bạn đưa ra cái con số mà lặp lại nhiều lần nhất. Có đúng một độ tuổi nhiều nhất trong khu. Ở đây ấy, người ta đã đưa ra là dữ liệu vào luôn luôn đảm bảo có đúng một độ tuổi nhiều nhất trong khu. Như vậy các bạn sẽ không sợ trường hợp là ví dụ như là độ tuổi 15 là nhiều nhất này, độ tuổi 30 hai có số người bằng ấy, thì nó sẽ không xảy ra trường hợp đấy, bởi vì đề bài đã quy định như vậy rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái nhìn qua thôi, chúng ta đã thấy là 48 là con số lặp lại nhiều nhất trong cái khu này. Vậy nên kết quả nó sẽ là 48. Rất là đơn giản. Mình có một cái phương pháp để giải quyết cái bài này, người ta gọi đây là phương pháp đếm phân phối. Ok, thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái project sẵn rồi để đỡ mất thời gian. Ở đây mình đã có sẵn một cái file, tạo sẵn một cái file độ tuổi.inp và một file độ tuổi.out ở cùng thư mục với cái file sụp code của mình. Và bây giờ mình sẽ nhập dữ liệu cho nó. Thì ban nãy mình nhập đây thì nhập đến ở bên trang này thôi, và bây giờ mình sẽ nhập tiếp ở cái trang còn lại. 48 này, 28, 34, 51, 44, 20. Ok, mình đã nhập xong. Và bây giờ mình sẽ làm một cái nhiệm vụ, đó là nhập vào dữ liệu. Chúng ta sẽ nhập nó vào một cái mảng A. Ở đây chúng ta thấy một điều là dữ liệu chỉ nằm trong khoảng đây mình sẽ xem lại. Dữ liệu nằm trong khoảng từ 0 đến 40.000. Ok, dữ liệu nằm trong khoảng từ 0 đến 40.000 thôi. Đấy là cái số n con số. Và độ tuổi thì nó chỉ trong khoảng từ 0 đến 120 thôi. Vậy 120 thì tối đa nó là 120 thôi, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ khai báo một cái mảng thì chỉ cần trong khoảng là cái giá trị của một cái biến đấy chỉ là trong kiểu in là đủ rồi, đúng không? Kiểu in là 4 tỷ đấy. Chưa? Và chúng ta có tối đa là 40.000 con số. Thì chúng ta sẽ nhập giá trị vào trong mảng A. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ khai báo mảng B để mà đếm. Chúng ta sẽ dùng một cái mảng khác để mà đếm số. Các con số, ví dụ số 2 này. Có bao nhiêu phần tử thì chúng ta nhảy đến vị trí số 2 của nó và đếm. Ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn như sau. Excel, mình sẽ bật Excel lên. Cái ý tưởng của mình sẽ là như thế này. Ở đây, đây chính là cái chỉ số 0 này. Đó, bây giờ cái mảng người ta cho số 3, số 5, số 2 chẳng hạn. Số 2. Bây giờ chúng ta muốn đếm xem số nào nhiều nhất ấy, thì đơn giản là chúng ta thấy số 3 này. Chúng ta vào đây, tăng số 3 lên 1. Chúng ta số 5 này, tăng vào đây này, tăng lên 1. Thấy số 2 này, vào đây tăng lên 1. Thấy số 2 nữa thì vào đấy tăng lên phát nữa thành 2, đúng không? Như vậy tí chúng ta sẽ tìm mắc của cái mảng này, thì chúng ta sẽ tìm được đâu là cái con số mà lặp lại nhiều nhất, chính là con số 2. Ok, giải thuật là như vậy. Và bây giờ mình sẽ đi code nó cho các bạn xem. Chúng ta sẽ có một cái mảng B để mảng đánh dấu, và kích thước của mảng B này khoảng 120, nhưng mà mình sẽ lấy 121 cho nó an toàn. Ok, mẹo của mình là mình luôn lấy hơn một đơn vị. Rồi, và bây giờ là mình sẽ nhập dữ liệu. Thì đầu tiên mình sẽ phải nhập dữ liệu vào từ file. Thì mình sẽ phải dùng thư viện stdio.h và dùng câu lệnh free open. File này là file độ tuổi.inp. Tiếp theo đó là mình mở cái file này ra để đọc dữ liệu vào. Thì stdin, và chỗ này phải là read, chế độ read. Mình sẽ mở một cái file khác, đó là file độ tuổi.out. Để làm gì? Để mà ghi dữ liệu ra. Thì đây phải là while.
STD ảo. Ok. Và bây giờ mình sẽ dùng một cái biến n để đọc vào số lượng các phần tử của nó đúng không? Xin in vào n. Lặp lại n lần. Xin in vào vào a thứ y. Ok. Và bây giờ ấy, sau khi nhập xong dữ liệu rồi, mình sẽ tạm thời mình sẽ show dữ liệu lên cho các bạn xem nó như thế nào nhé. Mình comment vào không, nếu không thì nó sẽ show ra ngoài file mất. Y nhỏ hơn n y cộng cộng này, mình sẽ ra cái thằng ai chạy nào. Ở đây mình thiếu một dấu chấm phẩy. Ở đây tại sao nó lỗi nhỏ? Y nhỏ hơn n y cộng cộng. À ở đây đây đây. Mình chưa viết nhầm cái dấu ở đây nhá, đây này. Ban nãy mình viết nhầm cái dấu ở đây. Chấm này. Chạy lại. Đó, như vậy là dữ liệu của chúng ta đã xuất được ra rồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ xóa cái đống này đi. Đó, mình chỉ kiểm tra xem là đã nhập được vào hay chưa thôi. Tiếp theo đó là mình sẽ dùng phương pháp đếm phân phối. Mình duyệt cái mảng A. Cái mảng A thì có n phần tử đúng không? Và sau đó mình sẽ dùng cái phương pháp đánh dấu B này, thứ A Y cộng cộng. Ở đây cái này thì mình sẽ giải thích như thế này. Ví dụ chúng ta có, ban nãy mình đã giải thích ở file Excel rồi đúng không? Nếu mà ví dụ như bây giờ mình sẽ nhập con dãy số đây này, ví dụ gặp số 2, số 5 đúng không? Nếu nó gặp số 2 này, nó sẽ nhảy đến vị trí B thứ 2 và tăng lên một đơn vị. Cứ như vậy thôi. Đến cuối cùng thì chúng ta sẽ được một cái mảng số lần lặp lại của con số đấy. Và đây, đây chính là cái A thứ y đúng không? Cộng cộng. Sau khi lặp xong cái bảng này thì mình sẽ in kết quả nó ra cho các bạn xem. Nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Là y nhỏ hơn 120. Chúng ta sẽ mắc là 120 đến từ 0, như vậy là chúng ta sẽ phải nhỏ hơn 121. Chưa? Chấm phẩy y cộng cộng. Xeo ra cái thằng thằng B. BI. Rồi, mình sẽ comment cái đống này lại để nó xuất ra màn hình. Đây chấm phẩy. Ok, các bạn đã nhìn thấy gì chưa? Đây là một con số, nó có 0 này. Số 2 lặp lại một lần này. Các bạn thử kiểm tra nhé, đây là 0, 1, 2. Các bạn thấy một điều là ở hình ảnh của chúng ta số 2 có một lần thôi, đúng không? Đây đầu vào của chúng ta đây. Số 2 chỉ xuất hiện một lần thôi. Thì như vậy là các bạn nhìn thấy kết quả là 0, 1, 2 đúng không? Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm con số mắc nhất trong đây. Đây mình nhìn thôi đã thấy là con số 4 này là con số mắc nhất này. Và in ra giá trị của nó. Rất là đơn giản đúng không? Một bài toán hết sức là easy. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm mắc. Tìm mắc thì chắc là các bạn đã quá quen rồi đúng không? Mình sẽ khai báo một biến mắc bằng b số 0 chẳng hạn, là cho phần tử đầu tiên. Sau đó là mình duyệt từ vị trí, mình cứ duyệt từ đầu cũng được chả sao, một phép toán nó không ảnh hưởng gì. Nhỏ hơn 121 y cộng cộng. Có một mẹo là mình luôn luôn lấy hơn một phần tử nhá. Đấy là mẹo đi thi của mình. Và bây giờ ấy thì mình tìm mắc thôi. Nếu mà cái b thứ thứ y ấy nó lớn hơn cái mắc hiện tại thì làm sao? Thì cái mắc hiện tại bằng cái thằng b thứ thứ y đúng không? Mắc hiện tại bằng cái thằng b thứ y. Mắc bằng 4.
Và bây giờ chúng ta sẽ phải, sau khi tìm được cái thằng mắc của cả cái mảng này rồi, chúng ta sẽ phải in giá trị ra đúng không? Đơn giản for y nhỏ hơn n y hay nhỏ 121. Khi mà chúng ta khai báo một cái mảng ở bên ngoài hàm main thì nó sẽ tự động gán cho các giá trị nó bằng 0. Còn nếu chúng ta khai báo ở trong hàm main thì nó sẽ làm một giá trị ngẫu nhiên. Các bạn chú ý điều đấy. Và ở đây chúng ta nếu mà cái thằng thứ b y nào ấy chưa bằng bằng max thì sao? Thì chúng ta in ra thôi. CL ra BI. À CL ra Y thôi. Được chưa? Mình chạy này. Nó ra file rồi. Các bạn xem file. Yes. Các bạn nhìn thấy giá trị 48 chưa? Đây có đúng là kết quả mà chúng ta cần tìm không? Ok. Ngoài ra thì nó còn rất nhiều cách làm. Và các bạn hạn chế những cái công việc mà đây là một vòng for nhá, chúng ta hạn chế cái việc mà hai vòng for lồng vào nhau. Như vậy độ phức tạp tính toán của nó sẽ rất là lớn và chúng ta sẽ bị đánh giá thấp hơn. Ok, cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ subscribe để theo dõi những cái video giải đề sau của mình. Cảm ơn các bạn.